Xin chào các bạn. Hôm nay là weekend rồi. Nhà mình đi công viên vui chơi để chơi. Công viên này có tên là Parc Astérix. Công viên này nằm ngoài Paris khoảng 40 km. Nó nằm ở gần sân bay Charles de Gaulle đó các bạn. Công viên này rất là lớn. Mình dắt các bạn cùng đi tham quan cùng gia đình mình nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là Parc Astérix. Này cửa vào, cái này cửa vào trong Parc. Cái này là cửa hàng bán đồ kỷ niệm phải không? Đồ souvenir đúng không? Ben non, je rentre que le 10 moi. Je rentre que le 10 de vacances, après j'ai plus de 3 jours. Septembre. Comment? Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái cửa hàng bán đồ kỷ niệm. Rồi. Wow, đây bán quá trời nè. Mua đồ kỷ niệm á hả? Đây là cái ly cái hiệu của cái bạc. Wow. Ở đây là toàn bán những cái đồ kỷ niệm thôi, souvenir. Nè, quần áo. Để uống bia nè anh. Mua ly này về uống bia không anh? Uống trà. Uống bia đi. Hả? Ly này uống bia đã lắm nè. Năm nay nó cho mình vô sớm. Ui, đúng rồi, năm nay sao cho mình vô sớm á hả? Đây là cái logo của cái Parc Astérix. Đây là cái con này biểu tượng của cái công viên ở chỗ này nè. Đây là cái lối để đi vào những cái trò chơi. Mình đang là lối này là lối ân thê. Lối vào của những cái trò chơi. Cổng chính, này là cổng chính của cái Parc. Đây là mọi người đang là đợi mua nước siro. Tiếng Pháp gọi là granite. Mình sẽ mua để uống. Đây là chỗ để lấy hình. Để lấy hình mà khi mình chụp rồi á, mình vô đây mình lấy, người ta sẽ cho mình lấy. Đây. Vô photo souvenir. Mình lấy cái hũ này xong mình ra mình tự xẹt. Đây, xong rồi bây giờ là mình người ta cho mình cái ly xong mình tự xẹt. Chồng với con mình đang là mua cái siro. Coi cái ấy làm sao đó. Đây. À quý, chai nó như vậy, một chai như vậy mấy đồng anh? 4 đồng chín. 4 đồng chín. 4 đồng chín tức là uống xong rồi mình sạc rồi nó tính ra. Ok. Hàng bánh kem. Người ta đứng ta xếp hàng ta mua đông quá trời. Kem với lại nước. Đồ ăn. Ở đây là sushisa, hot dog. Đây là vòng đu quay. Ồ, ông này ông to quá nè. Đây là nhà hàng bán pizza. Oh,
Mình đang đi tìm chỗ để trò chơi cho con mình. À quay, cái này đi xuống tàu nè. Đi này cũng hay lắm nè. Đây là các cửa hàng bán đồ kỷ niệm. Chỗ này thì bán cà phê. Chỗ này là theater, là chỗ diễn kịch. Đây mọi người đang là ăn tối. Đây đến trò chơi cảm giác mặn rồi. Wow, đi nguyên cái vòng kia kìa. Đây là nguyên một nhà trái cây. Đây là giống như nhà hàng ấy nhà anh nhà. Trong chỗ này là chỗ lối vô các trò chơi. Đây là đi trên cái tàu này, nó lắc như vậy này. Rất là ghê. Năm vừa rồi mình có đi cái này một lần rồi. Mình sợ lắm, mình không có dám đi. Ok, tí nó sẽ lắc mạnh lắm. Kami chưa ale? Oh, chưa ale, bác bác bác. Người ta đang làm cơ kìa. Ta đang xếp hàng để vô kìa. Tí nó sẽ lắc mạnh lắm nè. Đây người ta đã xong rồi một chuyến đi, còn ở phía kia là cái vòng quay kia là sẽ có một cái xe lửa nó đi. Ở giữa hồ có một cái vòi sen nước nè. Rất là đẹp. Mấy cái này. Oh la la. Ở chỗ kia kìa. Mọi gì em sợ chỗ kia kìa đó, cái tàu đó, đó là lo sắp xếp thép. Đây là người ta đi nè, le nè. Đây là cái chỗ mà thảy băng để được trúng mấy cái con thú nhồi bông. Con chó này bự dễ sợ lắm, chỗ nào. Coi coi mưa xìa có vô không? Pesca. Pesca. Non, c'était mieux avec l'eau. Chỗ này thì là bán kẹo. Ồ, cái kẹo to quá nè. Quá trời kẹo này con. Ôi, ba tung nè. Đẹp quá. Sẽ xe xin gom. À, quay là ba tung. Bao nhiêu cái con? Sẽ cô biết. 6 đồng cái này. Chị vậy con? À, quý kẹo này bằng ấy này, bằng chai. Nhân. Này là petit bâton. Này là cái gậy nhỏ.
Này, có 1 đồng rồi nè. Il y a un truc qui coûte 2,50€. Ouais. Il y en a un qui coûte 1,50€. J'ai regardé ici, je vois pas autre chose. Et mais kẹo, mais coca, hả? Wow. Kẹo hình trái tim nè. Tu veux? Moi, je sais pas si je... Il y a des noix aussi. Oui, et en fait, je sais pas si je prends ça, ça ou ça. Comme tu veux. Là, kẹo hình trái dâu nè. Hình coca nè. Đây kẹo nữa nè. Con muốn kẹo nào? Wow, kẹo này ngon nè. Vậy sẽ vào mình đặt pizza để ăn. Ăn tối mình đặt pizza để ăn. Vậy một cái menu là 12,60€ hả? Ok. Đi ăn pizza. Một cái pizza sao to dữ vậy. Một cái menu của nó là 12 đồng. Một cái pizza với lại một cái lon nước. 12 đồng. Oh, ok. Il y a que deux couverts. Oui. Oui. Allez, quatrième par 6. Allez. Ah. Tu vois, c'est facile mais c'est pas facile. Người ta là đang là ở trên kia tí nó sẽ tuột một cái xuống một cái. Tu veux jouer ça, Camille? Bây giờ đi tìm kẹo bung bung để mua cho con bé nhỏ, chị nhỏ kìa. Đến nè con. Trang trí thành trái cây, nó xây nguyên cái trái hạ tạ, trái thơm kìa. Trái thơm rồi trái aubergine, courgette, trái bắp nè. Xe hay quá hả? Đây là nhà hàng. Giữa này là trái thơm. Trái cây người ta trang trí như vậy nè. Đẹp quá hả? Không, nhà hàng ấy, cái cách trang trí đẹp quá. Tên của nhà hàng là Restaurant du Lac.
ghê á, biết sao nó trang trí hay quá. Trái cây vô trong này cũng đẹp quá nè. Hả? Mình đâu có đi vô trong chỗ này đâu. Năm trước á mình chưa có đi vô đây. Hả? Ui, đẹp quá nè. Đẹp quá nè. À quý trò chơi này dở nè, Cami chơi đường nè. Dành cho mấy đứa con nít nè. Đây mấy trò chơi dành cho mấy đứa nhỏ nhỏ nè. Này là người ta đi với cái thuyền nè. Mình đang là đi trên cái tàu nè. Đây là đường ray của cái tàu ở trên. Hả? Đây, đê lên lên lên. Đó là. Này mình quay xuống dưới nè, ở dưới đây. Mình đang ở đi trên cái ray tàu. Đây, cái dưới đây cái tàu nè. Cho mấy đứa con nít đó. Sắp xong à, sắp hết rồi. Đây cái xe mình giống như vậy nè. Đó, nó cứ chạy vòng quanh như vậy á. Đây là khu du quay của dành cho các trẻ em nhỏ. Mình cho các con của mình đi vô đây, cho nó đi một vòng du quay này. Rồi nhà mình sẽ đi về, tại vì đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng mệt lắm rồi. Bây giờ là tối rồi, nhà mình phải đi về đây. Và mình hy vọng là các bạn đi tham quan cùng mình đã vui cùng mình rồi. Mình xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Merci beaucoup, au revoir, chào tạm biệt.